Vâng, tin vui mọi người, tin vui rồi. Khẩn cấp, khẩn cấp. Xin kính chào tất cả quý chú anh chị đã quay trở lại kênh channel của Thiện Dubai TV. Thì hôm nay có một tin rất là vui. Sau khi mà một trang báo mới đây đăng tin là sắp xét xử hai bị cáo hành hạ đánh chết bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta đã nhận được cái bản án thích đáng, cũng như là cái phiên tòa sắp tới sẽ đã có giờ rất cụ thể rồi. Đây, theo nguồn tin PLO xác nhận tòa, gia đình và người chưa thành niên dự kiến sẽ đưa vụ án bé VA 8 tuổi bị bạo hành đánh chết tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử vào ngày 21 tháng 7 nha quý cô chú anh chị. Ngày 21 tháng 7 nha, mọi người hãy chờ đón tới ngày 21 tháng 7 đã có kết quả và đã có thời gian rồi. Đấy. Sau thời gian thụ lý nghiên cứu hồ sơ, sau một thời gian công an đã thu thập chứng cứ cũng như là xem xét lại hồ sơ kháng cáo của người dân cũng như là tất cả người dân đấy, thì cũng đã không phụ lòng bao nhiêu ngày tháng mong mỏi, bao nhiêu ngày tháng đợi chờ, bao nhiêu ngày tháng đòi lại công bằng của chúng ta đấy, cuối cùng chúng ta cũng được đền đáp rồi. Thì bây giờ chúng ta có chỉ còn một việc là đợi đến phiên tòa đó xét xử thôi. Đấy, cụ thể là phiên xử sẽ do thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn, phó chánh tòa gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa. Đến thời điểm hiện nay được biết có tổng cộng 7 luật sư tham gia vụ án, trong đó 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bên bị hại là bên chị Hạnh và bé VA mọi người. Đấy, 3 luật sư bảo chữa cho hai con cặp dâm phụ là Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Đấy, là bân vực cho cái hai con điên này. Đấy, không hiểu vì sao bao luật sư nó bị ăn bùa mê thuốc lú gì mà phải bân vực. Không có tội lỗi gì phải bân vực, chỉ có kết án tử hình thôi. Đấy. Thì trước đó thì Viện Kiểm sát Nhân dân đã có văn bản đề nghị tòa án ấy, trước khi mở phiên xử triệu tập 6 người để làm rõ vụ án, là bao gồm mẹ chị Hạnh, bố mẹ dì ghẻ Thái, đấy, bảo vệ trường học, đấy, bao gồm những cái nhân chứng vật chứng đó sẽ có mặt trong cái tòa án ngày hôm đó. Đấy, thì 6 người trong vụ án cũng bao gồm mẹ bé VA, giáo viên trường tiểu học nơi bé VA theo học, bảo mẫu của bé, mẹ của bị cáo Thái và 2 bảo vệ bệnh viện. Đấy, theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về tội giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình và tội hành hạ người khác. Thì 3 cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã được đền đáp sau nhiều bao nhiêu ngày tháng mong mỏi, mọi người có vui không ạ? Nhưng mà chưa đâu mọi người, đây chỉ là cái xét xử sơ thẩm thôi, nên mọi người đừng có hài lòng về những cái gì mà chúng nó đang đạt được. Đây chỉ là sơ thẩm thôi. Và mọi người muốn biết nó như thế nào, diễn biến như thế nào, thì mọi người chỉ chờ đợi tới ngày 21 tháng 7 sắp tới. Thì em sẽ ra video thường xuyên liên tục từ đây, từ ngày 20 tháng 6 tới ngày 21 tháng 7 là một tháng nữa. Trong một tháng này sẽ ra video liên tục là cố gắng đòi lại công bằng cho bé Vân An tới cùng. Tại vì cái vụ án này chưa kết thúc đâu mọi người. Khi nào đồng tiền nó còn nhúng vào thì chúng nó còn chưa chịu buông tay. Đấy. Cho nên chúng ta phải cố gắng cùng nhau đòi lại công bằng cho bé VA sớm nhất có thể. Đúng, mọi người công nhận với em ạ. Thì mình nghĩ sao? Cái con Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về tội giết người là đúng rồi. Tội gì phải bao che nó, tội gì phải xem xét nó. Bây giờ chỉ còn đồng tiền mới cứu được nó thôi. Đồng tiền. Hên xui mọi người. Hên xui. Chúng ta mà đừng để vụ này chìm xuống. Tại vì á, nếu mà chìm xuống á, là nó sẽ chìm thật. Tại vì mọi người biết không? Nếu mà chìm xuống là nó thoát tội ngay. Như kiểu mà chúng ta đang lấy sợi dây mà cột cổ con Trang lại, kéo lại á, chúng ta mà chìm xuống mà thả nó ra là nó chạy ra ngay. Đấy, cho nên chúng ta phải luôn luôn cập nhật thông tin và luôn luôn đòi lại công bằng. Mọi người biết giết bé VA có hành vi có tính chất côn đồ, có tính chất của một côn đồ mọi người. Đấy, thì mọi người nghĩ đi,
tính chất của một côn đồ, một kẻ giết người có máu máu lạnh, là mua tất cả những cái dụng cụ tra tấn trẻ em đấy, mua tất cả những cái bản dây nịt, dây roi, rồi roi mây, gậy, tất cả mọi thứ nhốt béo vào chuồng chó. Thì bảo sao cái tính côn đồ và hành vi động cơ đê hèn khung hình phạt chỉ có tử hình thôi chứ không còn cái hình phạt gì nữa đấy. Thì bằng ba đó, chúng ta nên đừng bỏ qua cái vụ án này. Thì có rất là nhiều cái lời comment là tuyên dương tòa án, tuyên dương viện kiểm soát vì đã có thời gian cụ thể cho chúng ta để mong đợi đấy. Thì sau bao nhiêu ngày tháng lên án, là sau khi mà gửi cái đơn kháng cáo rất là lâu rồi, thì giờ cứ tưởng là cái vụ này nó sẽ bất khả thi, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng nhận lại được cái bản án thích đáng cho chúng ta đấy. Còn một tháng nữa không quan trọng, chỉ còn mình chỉ quan tâm là thằng Thái phải được thay đổi tội danh đồng lõa giết người, cả Trang và Thái phải chịu mức án cao nhất để làm gương cho đời. Pháp luật đã nói án điểm mà, phải là án tử cho cả hai, đồng thời ba mẹ hai đứa nó phải chịu trách nhiệm nữa, tất cả cô chú anh chị. Mong pháp luật đưa ra bản án công minh nhất, trả lại công bằng cho trẻ nhỏ. Nghĩ đến ngày cuối cùng bé bị đánh mà nhói tim, tan nát cõi lòng. Mong pháp luật lấy lại công bằng cho bé, thương VA nhiều lắm. Rất là nhiều. Đấy. Xử đúng người đúng tội. Mình cũng tội danh người cha theo cáo trạng của viện kiểm sát là không phù hợp. Nếu cha có biên bản pháp, biên pháp kiên quyết bảo vệ bé, còn tham gia đánh bé thờ ơ đấy, chỉ có che giấu tội phạm, thì thằng Thái này tội rất là nhẹ. Và nhiều người là muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho bé VA, và muốn thằng Thái phải tử hình ngay lập tức, ngay lập khắc, chứ không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, đúng không ạ? Rất mong pháp luật sẽ có cái bản án thích đáng cho cái cặp đôi gian phu dâm phụ này, để có tính chất là răn đe cho tất cả những cái kẻ mà đang tính sát hại những đứa con em của chúng ta, đúng không ạ? Đây mọi người suy nghĩ đi, tại sao chúng nó chỉ xét xử bé về con hai Trang và thằng Thái thôi, trong khi đó nhà nội trực tiếp ra tay tham gia, trực tiếp nhúng tay vào, và cả bố mẹ anh dì ghẻ nữa, tất cả những con người đó đều trực tiếp nhúng tay vào đấy. Chị thằng Thái, anh thằng Thái, bố mẹ Nguyễn Kim Trung Thái và bố mẹ dì ghẻ, 6 con người đó trực tiếp ra tay tham gia, tại sao không được nêu lên bản án đó? Mọi người có thấy có hài lòng không? Đặc biệt nhất là cái thằng ông nội, là một cái thằng cha súc vật, nghiệt súc đấy, tại sao lại không được đưa lên cái bản cáo trạng của chúng ta, trong khi chúng ta luôn luôn tố cáo như vậy? Thì phải chăng là cái đồng tiền đã bịt mắt dư luận, cũng như là để cho thằng ông nội nó lọt khỏi lưới rồi? Chúng ta đã đánh bẫy được hai con Thái và con Trang, và để cái thằng ông nội lọt khỏi lưới, cái lưới trời lộng lộng mà ông cũng thoát khỏi được. Hy vọng là sẽ có bản án thích đáng. Vậy em hy vọng là trong phiên tòa sắp tới là ngày 21 tháng 7 là em sẽ có mặt trực tiếp ở đó và nêu tên ông nội và cả dòng họ nhà nó luôn, và phải cho chúng nó ở chung một cái ngôi tù, trong một cái ngục tù, cho ông nó hiểu được cái nỗi đau mất mát mà chị Hạnh cũng như là bé VA đã phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu ngày tháng trời qua đấy. Ok mọi người, mọi người đừng bỏ cuộc nha mọi người, cố gắng tới cùng. Thì chúng ta phải luôn luôn lên đây cập nhật thông tin mới nhất về phiên tòa sắp tới, những cái diễn biến mà phải nói là cập nhật, rồi đưa thông tin cho tất cả mọi người. Em sẽ cố gắng đưa liên tục cho tất cả mọi người biết. Thì hiện tại chị Hạnh bây giờ cũng dưới Vũng Tàu cũng đang rất là hoang mang và lo lắng, tại sao những cái tin này nó có thật hay không. Và trong cái phiên tòa sắp tới, từ giờ tới ngày 21 tháng 7, thì không biết là thằng ông nội nó cố gắng là tìm cách truy sát, truy tìm chị Hạnh để kêu gọi chị Hạnh giải cứu những đứa con của mình hay không, thì chị chưa biết. Và chị bây giờ đang hoang mang, rất là lo lắng. Là tại sao? Tại vì chúng nó bây giờ đang chỉ còn một tháng để chạy nước rút thôi. Chỉ còn một tháng để chạy gấp rút hối lộ tất cả các công việc mà chúng nó cần làm bây giờ là phải cứu đến đứa con của mình. Và chúng nó chỉ còn một tháng nữa thôi. Thì hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu một tháng tới cùng để diệt cái ác của bên nhà hàng nội đã gây ra, đúng không ạ? Hy vọng mọi người sẽ luôn luôn chiến đấu tới cùng cùng em, và đừng để em cô độc
trên con đường chống lại tội ác này. Xin cảm ơn tất cả những cái tấm lòng mà quý cô chú anh chị đã dành cho em. Thật sự là mong tất cả mọi người hãy cùng nhau theo dõi và diễn biến cái vụ việc này như thế nào. Thì mong mọi người hãy chờ đón xem nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại. Và xin chào và hẹn gặp lại.